Hello hello, chào anh em nhá. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái công thức bắt cầu sóc đĩa cho anh em nhé. Mà mình nghĩ có khá là nhiều anh em vẫn chưa biết đâu. Đấy. Thì cái công thức, để nói công thức sóc đĩa thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, nó không có đa dạng như kiểu công thức sóc đĩa, thì nó đơn giản hơn, nó không đa dạng như kiểu gọi là con công thức tài xỉu anh em ạ. Đấy. Rất là đơn giản thôi. Thì đơn giản như thế nào anh em cứ xem hết clip anh em sẽ biết nhá. Đấy. Và sóc đĩa này. Đây anh em nhìn này, hiện tại thì cầu nó đang đi 22 nhá. Phát này nó là chẵn này, là đúng bài luôn á, 22 luôn. Anh em tin mình bẻ phát này không? Mình sẽ đánh gọi là một con lẻ. Đấy, mình sẽ bẻ cầu một con lẻ, ok chưa? Đấy, mình sẽ bẻ một xong một con lẻ này. Bình thường thì mình chơi mình rất hay bẻ anh em ạ. Đấy, tay này mình bẻ lẻ cho anh em xem này. Và mình sẽ đánh ba đỏ trong tay này nhá. Vốn hôm nay thì mình sẽ có 65M, ok chưa? Bẻ ba đỏ nhá. Năm lít ba đỏ đi. Đấy anh em thấy không? Nhưng mà nó lại ra ba 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 trắng. Địt mà đen nhờ. Bẻ lẻ nhưng mà nó ra ba trắng anh em ạ, đen quá. Rồi ok, bắt đầu đánh theo công thức nhá anh em nhá. Đây, anh em chú ý nghe mình này. Anh em sẽ tính cho mình hai cái phiên gần nhất này. Đấy, ok chưa? Ví dụ như cái bây giờ thì cứ lấy giá trị của chẵn và lẻ nhá. Đấy, anh em sẽ cho anh em biết giá trị này. Giá trị của con chẵn và con lẻ này thì con trắng, đấy, con trắng nó là một con lẻ đúng không? Con trắng thì anh em sẽ tính cho mình nó là 2 điểm nhá. Và con nếu mà nó là một con đỏ này thì anh em sẽ tính cho mình là một điểm, ok chưa? Thì ở đây là một con trắng và một con đỏ đúng không? Hai cái phiên gần nhất nó sẽ là một con trắng và một con đỏ. Đấy thì anh em sẽ tính là 3 cho mình nhá. Bởi vì 2 cộng 1 mà, trắng là 2 và cộng với 1 là đỏ mà. Đấy. Sau đó anh em tính điểm hàng dọc. Điểm hàng dọc nghĩa là gì? Mấy cái điểm hàng dọc này mà nó có hai trắng và hai đỏ thì anh em sẽ tính là 1 cho mình nhá. Thì bây giờ tính này, 1 này, 2 này. Có mấy 2 thôi. Đấy, thì bây giờ là 3 cộng 2 bằng 5, 5 là lẻ thì anh em sẽ đánh lẻ tiếp cho mình nhá. Đéo kịp vào anh em ạ. Nhưng mà lại ra chẵn nhá. Ôi xồi ôi. Từ từ, cái phát này vẫn gọi là cái phát khởi đầu anh em ạ. Đấy, hơi đen. Ok chưa? Tiếp theo đây. Là gì đây? Đấy, lại là một đỏ một trắng đúng không? Đấy, thì nó sẽ là ba tiếp và tính ở hàng dọc này. Một, ok chưa? Một điểm hàng dọc này, hai điểm hàng dọc này thì có mỗi hai điểm hàng dọc thôi anh em ơi. Điểm hàng dọc nghĩa là gì? Anh em tính cái hàng dọc này. Đấy, nếu mà nó có hai trắng hai đỏ thì anh em sẽ tính là một cho mình nhá. Thì ở đây nó sẽ là 3 cộng với 2 à, 3 cộng 2 thì sẽ bằng 5 nhá. Thì anh em lại tiếp tục đánh lẻ mình nhá. Phát này thì lại mình lại đánh 3 đỏ tiếp này. Vẫn tin vào 3 đỏ anh em ơi. Đấy, thì chẵn đánh chẵn lẻ đánh lẻ này thì là nó là một cái cầu thuận anh em ạ. Đấy. Còn nếu mà chẵn đánh lẻ địt mẹ cứ tử anh em. Còn nếu mà chẵn đánh lẻ lẻ đánh chẵn thì nó là có nghịch anh em ơi. Khả năng hôm nay lại phải đổi có nghịch rồi, từ từ đã, đánh một vài tay cầu thuận em nào. Nhưng mà cảm thấy nó đéo ổn thì đổi sau anh em ạ. Đây sẽ là hai con một này, sẽ là hai nhá, tính này vào dọc này, một, ok chưa, hai này, hai thôi, đấy có mấy hai thôi thì lại là hai cộng hai bằng bốn nhá, thì là đánh chẵn cho mình, đứng chẵn luôn. Làm tay thứ thử trắng rồi nhở, biết đâu lại bệt ngon, biết đâu lại bệt thì ngon anh em ạ. Địt con mẹ. Chạy nhờ anh em nhờ. Địt má. Cày đấy. Được. Hả? Rồi tiếp theo đây. Đấy thì lại hai đỏ. Hai đỏ tiếp là một này. Điểm bằng dọc này. Một điểm bằng dọc, hai điểm bằng dọc nhá. Hai điểm bằng dọc này, ba điểm bằng dọc này, bốn điểm bằng dọc này, năm điểm bằng dọc này. Như vậy là 2 cộng 5 sẽ bằng 7, đánh lẻ mình không? Đấy mình sẽ vào 4M. Và 1M 3 đỏ.
Ok, vỗ tay cái đi anh em bú này. Một ăn 3 phải 9 à, một ăn 4 à. Lại một trắng một đỏ tiếp anh em ơi, nó sẽ là ba nhá. Điểm hàng dọc này, 1 2 có mấy hai thôi thì 3 cộng 2 sẽ bằng 5 tiếp rồi đánh lẻ tiếp cho mình nhá. Đấy, 3 là 3 trắng này. Đấy, bây giờ đánh nhỏ thôi, không đánh to nữa anh em ạ. Bây giờ mình chỉ đánh nhỏ thôi, cần gì phải đánh to đâu, đúng không? Lại ra 3 đỏ à? Biệt 3 đỏ à? Đấy, nó thực ra thì nó rất là chuẩn thôi đúng không anh em? Đấy, không phải là không chuẩn đâu. Hai trắng này thì sẽ là 4 nhá. Tính là dọc này, 1 2 này, đấy. À, 2 rồi. Cộng 2 thôi thì bây giờ là 4 cộng 2 bằng 6 là đánh chắn cho mình nhá. Mình không tin là nó không ra tứ thử trắng đâu anh em ạ. Lại ra chán lẻ. Đi ăn nhỉ? Nghỉ chưa anh em, hay là đánh nốt tay này nghỉ? Nốt tay nhá. Thì bây giờ lại là hai trắng tiếp này. Ở điểm hàng dọc đây sẽ có 1 này, ok. 1 2 này. Đấy mình thấy hai thôi nhá. À 3 3 3 3 tổng cộng là 3. Thì 4 cộng với 3 này sẽ bằng mấy anh em? 4 cộng 3 chắc chắn là bằng 7 rồi, lại đánh lẻ mình nhá. Làm con ba đỏ đi. Ui, phải đánh ba đỏ ra ba trắng anh em ạ. Đen nhờ. Thôi nghỉ nhá anh em nhá. Đấy, nghỉ được rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình nhá. Nếu mà thấy video mình hay ấy, thì đừng quên là cho mình xin một like và đăng ký kênh nhá. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở cái clip tiếp theo nhá. Bye bye anh em.